Việt Hương giải cứu 1.000 ký cam tặng cho khán giả, cộng đồng mạng lần đầu đi xem kịch mà có cam đem về. Việt Hương giải cứu 1.000 ký cam để tặng cho khán giả, mỗi một người 4-5 cái. Tất cả tụi em sẽ đứng ở ngoài đó và tụi em sẽ phát cam cho cả nhà mình nha, lấy Thảo nha. Số tiền các xe của Thảo đã giải cứu cam cho miền Tây, tôi xin phép gửi cho mọi người một phần cam lấy lòng. Trong một vở diễn, Việt Hương cho biết cô đã giải cứu cam ở miền Tây vì thầy của mình là nghệ sĩ Minh Nhí quê ở Sa Đéc, Huỳnh Lập quê ở An Giang. Đều là những người ở miền Tây nên cô quyết định mua 1.000 ký cam giúp đỡ bà con và tặng lại cho khán giả đến xem vở diễn của mình. Việt Hương cùng các đồng nghiệp của mình đã đứng trước cửa chào khán giả và tặng cam, mỗi người 4 đến 5 trái. Những người nổi tiếng khác như Semesit, Xích Tì Típ đến xem cũng mang về nhà vài quả. Về phía khán giả, ai nấy cũng đã dành lời khen ngợi cho hành động này của Việt Hương và bày tỏ rằng đây là lần đầu tiên họ đi xem kịch mà có cam đem về. Yêu lắm vì hành động của chị, cảm ơn chị đã dành tình thương cho bà con miền Tây. Lần đầu tiên đi xem kịch có cam đem về, cả nhà được 10 bịch cam, vừa giúp nhà vườn mà có quà gửi biếu bà con, chân quý tấm lòng chị ạ. Bên cạnh đó, có khán giả cũng chia sẻ gia đình họ đi được 10 bịch. Không phải cho một lần mà qua vở diễn ngày kế tiếp, Việt Hương cũng gửi tặng khán giả cam bằng chính tiền cát xê của mình. Không chỉ vậy, nữ nghệ sĩ còn kêu gọi người xem mua cam ủng hộ nhà vườn miền Tây. Nhớ về, cam thử thảo qua bà con dưới mua tiếp. Dạ, đúng nha, ngày mai nhớ cho chị nhớ về cam ủng hộ bà con miền Tây. Trước đó, việc cam bị rớt giá và nhiều nhà vườn bị ùn ứ, thế nên hành động của Việt Hương khiến nhiều người rất ấm lòng. Từ xưa đến nay, Việt Hương luôn tận tâm với bà con như thế. Tuy nhiên, những lần giúp đỡ, nữ nghệ sĩ đa phần đều lấy tiền túi của mình. Chính vì tấm lòng của cô mà các đồng nghiệp hay khán giả đều rất quý. Làm người tốt chưa bao giờ là dễ, Việt Hương cũng không tránh khỏi việc bị nói làm màu. Về phía nữ nghệ sĩ thì cho hay, đến giờ tôi tập cho mình tâm thế bình tĩnh, bỏ ngoài tai những lời tiêu cực. Ông xã tôi bảo, mọi thứ chúng ta làm xuất phát từ tấm lòng. Nếu lòng mình không hổ thẹn thì cớ gì phải chịu ảnh hưởng từ vài câu nói. Việt Hương đã có gần 30 năm làm nghề, suốt những năm qua, không chỉ giúp đỡ người dân. Khi đồng nghiệp gặp khó khăn thì nữ nghệ sĩ cũng đều hỗ trợ. Như có lần Lê Dương Bảo Lâm kể anh được Việt Hương chuyển 10 triệu khi không đi sâu được. Việt Hương cho hay tấm lòng của cô ảnh hưởng từ mẹ. Khi còn nhỏ, gia đình nữ nghệ sĩ rất nghèo nhưng được mẹ dạy phải biết san sẻ. Việt Hương mang tâm thế này cho đến khi lớn, thành công cô san sẻ được với nhiều người hơn. Nữ nghệ sĩ cũng mong con gái của mình có được tâm thiện, giúp nhiều người nhưng không kêu gọi nên Việt Hương luôn làm việc tất bật. Tuy nhiên, cô may mắn có ông xã đồng hành, ủng hộ. Cô cho hay nếu tôi đi một hướng, anh Phương đi một hướng, chắc chắn sẽ khó giữ được gia đình. Còn bạn thấy sao khi Việt Hương tự lấy cát xê giải cứu cam? Hãy chia sẻ cùng Gian nhé! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!